tiếp tục gửi đến quý vị một clip giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn quý vị cắm sử dụng những chiếc đầu giải mã. Báo cáo quý vị là em rất cảm ơn quý vị đã đóng góp hướng dẫn chỉ bảo cũng như là động viên và like để bài giúp em trong thời gian qua. Và đây cũng là những cái ý kiến của các bác đây. Mọi ngày thì cũng giới thiệu đầu giải mã nó cứ chung chung, giới thiệu giá. Nhưng mà có một số bác thì báo là giới thiệu từng con giúp các bác là để các bác biết cách cắm, biết cách sử dụng. Bởi vì là hầu như là nhiều người không biết sử dụng đầu giải mã cũng như biết cách cắm. Nên hôm nay em giới thiệu đến quý vị, vừa giới thiệu mặt hàng, vừa giới thiệu cách cắm, hướng dẫn sử dụng luôn cho các bác ạ. Và cũng mong các bác là có nghĩa là cần hướng dẫn hay cần đóng góp gì thì các bác hãy bình luận xuống phía dưới cho em thì em mới biết được. Ví dụ như hôm nay em giới thiệu đầu giải mã nhưng ngày mai em lại test loa, thì ví dụ bác test loa các bác bảo ôi bài này không hay lắm, hoặc là em hãy lấy cái bài này này, tên này này, các bác cho em ở dưới thì em sẽ test theo yêu cầu, cũng như là một mình em thì không thể biết được mà em sẽ cần nhiều bác đóng góp giúp đỡ em thì em mới biết được, và khi biết được nhiều thì sẽ phục vụ các bác tốt hơn. Sau đây em sẽ giới thiệu đến quý vị mã đầu giải mã Sony. Đây là những chiếc đầu giải mã phải nói luôn là không thể thiếu được cho tất cả những chiếc TV đời mới bây giờ. Hầu như bây giờ là nói thì đông thì không phải, nhưng mà nó chiếm khoảng độ 100% những chiếc TV Internet đời mới bây giờ đều có cổng cấp tín hiệu âm thanh ra bằng cổng quang. Thì chính cái cổng quang đó là nó cấp tín hiệu ra âm thanh, là cổng quang là âm thanh là tuyệt vời rồi. Cái cổng đấy là cổng quá tốt rồi. Đó là cổng cấp tín hiệu âm thanh ra cao cấp nhất rồi. Nhưng khi cấp cái tín hiệu âm thanh ra thì hầu như các bác đến hiệu mua một cái tivi ấy thì bên hiệu họ thường hướng dẫn hoặc khuyến mại, hoặc là hướng dẫn các bác mua một cái bộ chuyển đổi converter, nó đen đen nó nhỏ, để chuyển đổi về AV cho quý vị về cắm vào bộ karaoke hoặc âm ly nhà quý vị. Nhưng chính cái bộ đó, nó converter nó chuyển đổi âm thanh ra nó không hay, có nghĩa là nó bị suy, cái tín hiệu âm thanh nó suy rất là nhiều. So với con converter đó với con đầu giải mã này, con này 10 thì con đấy chỉ được 2 thôi. Con đấy nó chỉ làm những nhiệm vụ cho cái đường tiếng nó ra cho quý vị nghe thấy vào tai thôi, chứ nó không có một chút nào về cái chất lượng âm thanh nó nghe để hay được. Có nghĩa là cái chất bát nó cứ phình phình, cứ đánh nó cứ chung chung chung, tép không tơi, không nhuyễn, không sáng lời ca sĩ, nó nói tóm lại là nó chưa được giải mã, nó không được đưa ra cái chất lượng âm thanh cao hay, nên là nghe nó rất là chối. Thì chính vì vậy và em đã nhập về một số mã đầu giải mã tầm vừa, tầm cao cũng có, tầm trung cũng có, tầm vừa cũng có, để cho các bác có thể có điều kiện mua. Bởi vì nói luôn là dân dã, như mình dân quê luôn nói này, nhiều bác thì cứ tôi phải lấy những cái đầu giải mã cao cấp này, rồi là phải mười mấy triệu hay bao nhiêu hay bit này. Báo cáo các bác là những chiếc đầu giải mã như thế này để cắm vào những bộ dàn karaoke, bộ nghe nhạc tầm bình dân 20-30 như mình là quá thoải mái rồi các bác ạ. Còn các bác có mua những cái chiếc đầu giải mã đến mười mấy triệu đến 20 triệu mà cắm vào những cái bộ dàn của mình tầm 20-30 triệu thì nó cũng chả giải quyết gì đâu. Có tiền thì mua thì càng tốt, nhưng còn không thì nó cũng không đẩy lên được cho quý vị nhiều lắm, bởi vì là nó phải tương xứng cái gì cũng thế thôi. Còn nếu quý vị có tiền thì mua được dùng nó thì tốt quá đấy. Hôm nay em giới thiệu này, chiếc đầu giải mã Sony, đây là chiếc đầu giải mã Sony này, Sony MDSJE 780 mặt vàng chanh. Con này có mức giá là 4.950.000. Thì sau đây em sẽ hướng dẫn quý vị cắm phía sau nhé. Cắm phía sau, con này mặt bằng tranh rất là đẹp rồi. Cắm phía sau, phía sau thì hôm nay em dùng một cái đầu này để phát. Nó có nhiệm vụ đứng thay như một chiếc TV. Đây, đằng sau chiếc TV nhà quý vị nó thường có một cái cổng quang. Khi quý vị nhìn vào ấy, cái cổng quang đấy nó thường được đậy bằng một nắp trắng. Cổng quang nhỏ nhỏ vuông vuông này, nó đậy nắp trắng, quý vị sẽ ấn tay vào cái nắp trắng, quý vị sẽ nhìn thấy trong cái cổng quang đấy. Đây này, những cái cổng quang đấy nó thường có một cái nắp nó chắn này. Khi quý vị ấn vào sau TV ấy, ấn vào sẽ nhìn thấy nó có màu đỏ. Từ từ em lấy một cái gì em ấn để cho quý vị nhìn thấy, nó ra là hướng dẫn thực tế thì các bác nó dễ hiểu. Đây, đằng sau TV nhà bác nhé, cứ cái cổng nào nó có màu đỏ như này, nhìn thấy chưa, cổng nó có màu đỏ như này đấy, thì các bác cắm cái đường quang đấy vào thì chính cái cổng này này, cổng này nó cũng đỏ như vậy. Đây, các bác nhìn thấy đỏ chưa? Này, đây là cổng TV đằng sau nhé. Các bác dùng cái dây quang này,
đây là cổng tivi này, nói luôn nó là cổng tivi đi, nó thay thế tivi mà. Cắm cái dây này vào đây, quý vị nhớ nhé, cái dây này là không thể cắm được ngược chiều, nó chỉ có một chiều duy nhất. Bây giờ bác có xoay ngang này không được, mà xoay 180 độ cũng không thể cắm được, nó chỉ có một chiều duy nhất, có nghĩa là trên cái đầu này này nó đã vát mặc định rồi, nó mặc định rồi, nó chống cắm ngược, chỉ được cắm một chiều duy nhất. Nhưng khi các bác cắm vào, các bác nhìn nhé, ngoài ra thì thường xuyên là những cái đầu dây quang này họ có cái nút cao su, họ bịt, họ bảo vệ đầu dây quang đấy. Nhiều bác cắm mãi mà không cắm được, cứ bảo tại sao nó to, các bác hãy rút cái nút bịt này ra nhé, cái nút bảo vệ cái đầu này này rút ra để cho nó trần như này mới cắm được nhé. Đấy, sau đó cắm vào đây. Đa số là quý vị mua dây quang mới về là họ có một cái nút trắng trắng họ bịt vào đây này, nên quý vị phải rút cái nút đấy ra, rút bằng tay được chứ không phải kìm cái gì, rút bằng tay kìm lại hỏng mất. Rút bằng tay nó là nút bịt, rút nhẹ nhàng thôi. Đấy, xong đó quý vị cắm vào đây. Đợi em chút để em giật lực. Đấy, cắm vào khi nghe thấy tạch một cái, khi quý vị cắm nghe thấy tạch một cái là nó đã thông, là cắm sau tivi nhé. Sau đó cái đường quang này quý vị cắm vào chiếc đầu giải mã Sony này cho em. Sau cái đầu giải mã Sony này nó có 3 cổng, thì hiện tại nó có tiếng Nhật quý vị không đọc được, thì quý vị hãy hình dung này, nó có cổng số 1, nó ghi số 1 này, số 1 và số 2. Còn cái cổng nó có cái hình này này, nó có ánh sáng đỏ đỏ này, đây là cổng chạy ra, nó cầm cổng cấp ra, tín hiệu ra, nó y như cổng quang này, đây là cổng chạy ra, còn đây là cổng tín hiệu đi vào, cổng 1, cổng 2 là đi vào, còn cổng này đi ra thì không cắm, bỏ. Thì quý vị cắm bác nhớ nhá, quý vị cắm cổng 1 thì đằng trước quý vị phải chọn OTP1, hoặc quý vị đã cắm vào cổng 2 thì đằng trước quý vị phải chọn OTP2, tí em về em hướng dẫn chọn đằng đấy. Còn đây là cổng ra, có nghĩa là quý vị sẽ cắm dây AV từ đây đi số âm ly, quay ra số âm ly vào cái bộ dàn karaoke hay nghe nhạc của quý vị, thì là nó tín hiệu đây là đi vào, nó giải mã xong nó quay ra đây, tần giải mã xong nó sẽ quay ra đây. Đấy, thì xong em sẽ hướng dẫn quý vị về đằng trước, còn cổng bên này thôi bỏ, không cần thiết. Về phía trước này, đây các bác nhìn nhá, khi về phía trước thì quý vị hãy nhìn này, hiện tại là nó đã nằm ở OTP1, các bác nhìn thấy chưa, OTP1 nhìn chưa, đây này. Thì đây, quý vị muốn chọn P1 hay P2 thì quý vị nhìn bên cạnh nó có chữ Input, nhìn chưa? Đây, em sẽ đặt máy xa xa một chút này, em ấn Input thì quý vị nhìn đây nhé. Nhìn đây này, nhìn ấn Input này. Đấy, nó lấy lên OTP2, nhìn thấy chưa? Đấy, đây này, lên 2 rồi này, ấn lần nữa này, nó lại chuyển sang Analog này, ấn lần nữa lại về OTP1. Như vậy, đấy, quý vị cứ chọn nhé, ấn Input để chọn này. Đằng sau cắm vào cổng 1 thì nó phải hiện OTP1, như này là nó thông với TV rồi. Hiện tại như này là đang thông với TV, thì quý vị chỉ có nhiệm vụ ấn REC, ấn đây này, ấn đây. Đấy, là nó giải mã. Đấy, ví dụ đấy, cái TV đang nói nhá, thì bây giờ cái OTP1 TV cắm vào thông nhau rồi, bây giờ nhiệm vụ giải mã là quý vị chỉ cần ấn REC rồi. Là nó giải mã chất lượng cao cho quý vị rồi. Được chưa? Nó giải mã chất lượng cao. Những đĩa này, những chiếc đầu MD này không cần mồi. Nó giải mã chất lượng cao cho quý vị. Đấy, chỉ cần như vậy thôi. Nó rất đơn giản. Nhưng mà nếu mà không hướng dẫn thì quý vị về, quý vị chỉ biết là cứ mở lên là không biết đường nào lần. Có những con thì dễ, nhưng có những con rất là khó. Đấy, thì chính vì vậy nên em hướng dẫn cho các bác cho nó chi tiết, cho nó chi tiết hơn. Được chưa? Thì ngoài ra thì nếu mà các bác không muốn nghe đấy, các bác muốn nghe đầu đĩa MD. Đĩa MD này bây giờ trên thị trường bán rất là nhiều, chỉ 30-40 nghìn một chiếc đĩa. Các bác thích chọn ca sĩ nào cũng được, họ gửi ship đến tận nhà cho các bác. Họ ship tận nhà, đây đĩa MD này, họ đĩa MD, họ ship đến tận nhà cho các bác luôn, giả tiền, được chưa? Đấy, đĩa MD bây giờ rất là nhiều. Đấy, đĩa MD vẫn đọc bình thường. Các bác chơi đĩa này các bác có thể vừa ghi vừa xóa được. Đấy, em đang đánh trực tiếp trên con này này, trực tiếp cho con này. Con EV này hay lắm, của Mỹ đấy. Con EV của Mỹ này đỉnh lắm các bạn, đánh hay luôn. Đấy, các bạn thấy chưa, MD chạy bình thường. Cái đĩa này, cái đặc biệt cái đĩa này là không bị xước. Cái thứ hai là quý vị có thể xóa, có thể ghi trên nó được, bằng những cái đầu này xóa ghi được. Đấy, và cái đĩa này bây giờ rất là nhiều, phổ thông. Nhiều bác thì cứ nghĩ nó cao sang, nó khó. Bây giờ các bác chỉ gõ lên Google đĩa MD ra luôn, có người sao, có người sao ca sĩ đến tận nhà cho các bác luôn. 30-40 nghìn một đĩa, thoải mái.
nó theo nước. À, vừa rồi là toàn bộ cái clip em giới thiệu đến các bác chiếc đầu giải mã Sony đây nhá, đây ạ. À, em quay trần đây, Sony này, Sony MDSJE780 có mức giá là 4.950.000. À, một mức giá em báo cáo quý vị là nó quá hợp lý rồi, ai bán hàng cũng cũng khen hàng mình hay, nhưng mà mức giá đấy nó quá hợp lý các bác rồi. Và em cũng nói luôn là thỉnh thoảng có con nó có cái tem như này này, nên em giới thiệu trên này có những con nó không có tem này, các bác cũng đừng có đòi hàng có tem cho em, bởi vì đấy em bao hàng đẹp hết, hoạt động tốt cho các bác, nhưng vô tình chẳng nhẽ bây giờ em hơi em lột nó đi thì nó cũng không hay, có con không, còn nó cũng không ảnh hưởng gì cả đấy, bởi vì là như vậy phải nói luôn như vậy. Không, các bác lại bảo ơ sao ông quay trên đấy con có mà bây giờ gửi cho tôi con không có, nó không hay cái đấy, bởi vì là bán hàng nó rất nhiều, mai kia có các bác khác hỏi thế là quên không báo các bác là không có cái tem này đâu, thế là các bác lại bảo ơ tôi giới thiệu rồi sao không có tem, nên là các bác chú ý giúp em nhé. Đấy, với 4.950.000, cảm ơn quý vị đã theo dõi và cũng rất mong được sự ủng hộ đóng góp xây dựng kênh của em. Các bác có hướng hoặc là có những cái nội dung gì cần chỉ bảo hoặc là nên như thế này thì cũng kính mong các bác đóng góp ở dưới và comment chỉ bảo giúp em. Em trân trọng cảm ơn ạ.